Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 13 tháng 11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với khu vực Velika Novosinka, cụ thể là khu vô định cư Makarivka. Trong ngày hôm qua, chúng ta nhận được hai bức hình này cho thấy lá cờ của quân đội Nga được cắm xuống một đống đổ nát và người đăng tải hai bức hình nói rằng quân đội Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ khu định cư. Dựa vào tin tức này thì nhiều mapper, trong đó có mapper thân Nga và trung lập đều đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Tuy nhiên đối với mình thì mình mới chỉ để khu định cư này là vùng tranh chấp. Vì theo mình là vẫn còn quá sớm để chúng ta đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Thứ nhất là do quá khó để xác định vị trí của đống đổ nát này. Nó có thể là bất kỳ một đống đổ nát ở bất kỳ một khu vực nào, dù rằng kênh tin kia có nói là ở Makarivka. Thứ hai là cũng không có bóng dáng của bất kỳ quân nhân Nga nào trong bức hình. Do đó lá cờ này hoàn toàn có khả năng là nó được cắm xuống bằng máy bay không người lái. Tổng kết lại, ta sẽ cần chờ thêm tin tức mới để có thể xác định được chính xác tình trạng của Makarivka. Đối với Velika Novosinka, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã mở hai mũi tấn công chớp nhoáng từ hai khu định cư là Sakstaker cũng như là Zolotaniva hướng đến Velika Novosinka và họ đã thành công tiến vào khu vực phía đông nam thị trấn. Tất nhiên là tin tức này chúng ta cũng chỉ để tham khảo mà thôi, vì không có bất kỳ một video hay là bức hình nào đính kèm. Ngoài ra thì các kênh tin uy tín cũng chưa đả động gì đến việc này. Di chuyển đến dòng sông Sukhijali, nơi mà quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng trụ vững, còn quân đội Nga thì đang ngày càng thắt chặt cái thòng lọng của mình. Mapper thân Ukraine cho biết, trong ngày hôm qua, quân đội Nga đã chiếm được một khu vực cánh đồng nhỏ nữa ở giữa Maximivka và Chudov. Chỉ là một bước tiến nhỏ, không có gì quá đáng chú ý. Dịch sang phía bên tay phải, trong ngày hôm qua thì mapper thân Ukraine cho biết quân đội Nga đã chiếm được thêm một phạm vi cánh đồng rất rộng ở phía bên dưới của tuyến đường H-15. Và đến ngày hôm nay thì mapper trung lập cũng đã xác nhận điều tương tự. Ngoài ra thì chúng ta còn có một video khá quan trọng được ghi nhận ở hàng cây phía đông bắc của Dani. Video được quay lại bởi lữ đoàn cơ giới hóa số 33 cho thấy diễn biến một đợt tấn công của họ khi sử dụng một chiếc Leopard 2A4 để nã đạn vào quân đội Nga dọc theo hàng cây. Khi hết đạn pháo thì chiếc Leopard này đã quay đầu và rút lui. Tuy nhiên quân đội Nga thì vẫn giữ vững được vị trí của họ. Vậy video xác nhận rằng người Nga đã chiếm được hàng cây này trên hệ thống bản đồ và nhiều mapper cũng đã tô khu vực này thành màu đỏ. Dựa vào hình thể tiền tuyến như hiện tại thì chúng ta đã có thể đưa ra kết luận rằng có vẻ như quân đội Nga đang không có ý định đánh trực diện vào Kurakhov, mà thay vào đó, họ sẽ đi vòng và đánh úp vào mạn sườn thị trấn với mục tiêu trước mắt là chiếm được Dani cũng như cắt đứt được tuyến đường 00510 ở đây. Việc này sẽ đem lại cho quân đội Nga rất nhiều lợi thế. Đầu tiên là họ sẽ cắt đứt được khả năng hậu cần của quân đội Ukraine qua lại giữa khu vực phía trên và phía dưới. Thứ hai là họ sẽ đặt được gần như toàn bộ các khu định cư dọc theo dòng sông Sukhijali vào bên trong một cái nồi hầm, buộc cho quân đội Ukraine phải tính đến phương án rút lui. Và thứ ba nữa, đó là Kurakhov, lúc đó cũng sẽ có nguy cơ bị bao vây nếu như người Nga giành lấy Dani. Và cuối cùng, nếu như mọi người chưa biết, thì trong quá khứ, quân đội Nga đã từng tấn công dọc theo tuyến đường giao thông H-15 ở đây nhắm vào Kurakhov. Nhưng tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, thì họ bị quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công rất nhiều. Tuy nhiên đến bây giờ, khi mà người Nga đã thành công chiếm thêm một phạm vi cánh đồng rất lớn nữa ở khu vực phía Nam, thì tính an toàn của cung đường cũng đã tăng lên, đồng nghĩa với việc sẽ giảm thiểu các tổn thất mà quân đội Nga phải nhận nếu như họ tiếp tục đánh về Kurakhov dọc theo cung đường này. Nhắc đến Kurakhov, trong ngày hôm nay, mapper trung lập tiếp tục cho biết quân đội Nga đã chiếm được một khu vực nhỏ nữa ở phía đông của thị trấn. Nếu như bạn có thể thấy, thì người Nga đang gia tăng áp lực của họ ở cả hai phía đông và nam. Tuy nhiên, tin tức quan trọng thật sự ở khu vực này thì lại đến từ Stary Tagny. Khó để xác định chính xác xem điều gì đang xảy ra vào lúc này, do cả hai phe đều đang thông báo những tin tức hoàn toàn trái ngược nhau. Nói tóm lại thì đập nước ở khu định cư chính là đập nước này trên hệ thống bản đồ đã bị một ai đó phá hủy. Việc này sẽ dẫn đến mực nước trong hồ chứa nước Kurakhov dâng cao và tràn ra phía bên ngoài. Nhiều chuyên gia quân sự cho biết cụ thể thì khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là ở xung quanh của Dachner hay một vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra. Khu vực này sẽ bị ngập lụt trong khoảng 3 ngày tới. Tất nhiên nếu như là 5 đến 6 ngày thì nước sẽ rút mà thôi. Nhưng mình nghĩ 3 ngày cũng đã là một khoảng thời gian không hề ngắn. Trong 3 ngày này, quân đội Ukraine sẽ bị cản trở đi rất nhiều khả năng hậu cần của họ từ Ukrakli thông qua Dachner đến Kurakhov. Tất nhiên là người Ukraine vẫn còn một vài cung đường khác, ví dụ là đi dọc theo khu định cư ở sông Sukhijali, rồi sau đó vòng lên trên đến Kurakhov.
Nhưng tuy nhiên cung đường này thì vừa dài lại vừa nguy hiểm, khi mà tuyến đường 00510 cũng đã sắp sửa bị quân đội Nga kiểm soát trực tiếp rồi. Tổng kết lại, không biết là tình cờ hay là cố ý, là do quân đội Nga hay là do sự sơ suất đến từ quân đội Ukraine mà đập nước ở Stary Tagny đã bị hư hại. Việc này dẫn đến Kudakhov vô tình bị đưa vào thế bị bao vây, cụ thể là từ phía nam thuộc khu vực lân cận Dani và từ phía tây khi mà khu định cư này đã bị sự ngập lụt ở xung quanh của Dachner cắt đứt mối liên kết với những khu định cư còn lại. Thêm nữa, việc đập nước ở Stary Tagny bị phá hủy thậm chí còn sẽ gây ảnh hưởng lên toàn bộ lực lượng Ukraine ở khu vực phía bắc của hồ chứa nước, tức là thuộc các khu định cư như là Solsivka, Bereski, Inlinka, Novo, Selidivka và v.v. Vì nếu như mọi người chưa biết, quân đội Ukraine có hai cung đường hậu cần chính dẫn đến khu vực này. Một là thông qua cung đường nằm dọc theo ở đây, gần với đập nước. Và thứ hai là ở phía bắc, từ Petropavlivka đi qua Shevchenko, rồi cuối cùng là đi vào khu vực cánh đồng. Vậy nhắc lại một lần nữa, nếu như đập nước ở Stary Tagny thực sự đã bị phá hủy, thì quân đội Ukraine cũng đã mất đi 50% khả năng hậu cần đến khu vực cánh đồng này. Tổng kết lại, mọi thứ có vẻ như đang trở thành thảm họa cho quân đội Ukraine ở khu vực Kudakhov, và hãy cùng chờ xem họ sẽ ứng biến như thế nào trước tình hình này. Nói qua về Novoselidivka, thì trong ngày hôm qua, lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 114 trực thuộc lực lượng vũ trang Nga có đưa lên video này. Phần đầu của video là hàng loạt các đợt dội hỏa lực của họ nhắm vào khu định cư, và đến cuối cùng thì chúng ta có thể quan sát được khu vực nông trại cùng với một tòa nhà có mái màu đỏ. Sau đó thì có quân nhân Nga đã vẫy lá cờ thông qua một ô cửa sổ của tòa nhà. Chỉ có vài tòa nhà có mái màu đỏ bên trong thị trấn, cho nên không khó để các kênh tin xác định vị trí của nó, và nó chính xác là tòa nhà này trên hệ thống bản đồ. Dựa vào video này thì nhiều mapper đã thay đổi lại hệ thống bản đồ của họ. Có mapper thì để toàn bộ khu định cư đã bị quân đội Nga kiểm soát. Tuy nhiên theo mình thì người Nga mới chỉ chiếm được khu vực phía bắc thị trấn mà thôi, hay nói cách khác là nửa bên trên. Đối với khu vực ở phía nam hay là phía tây thì có lẽ là chúng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Tuy nhiên mình không biết với tình hình hiện tại ở con đập thì họ có dám đứng lại ở bên trong khu định cư này thêm khoảng một tuần nữa hay không. Khả năng cao là người Ukraine sẽ phải từ bỏ rất nhiều phạm vi lãnh thổ của mình. Di chuyển đến Selidov, đối với khu vực ở phía tây thì trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công và thành công phá hủy rất nhiều tăng thiết giáp của quân đội Ukraine. Tất nhiên rồi, đồng thời điểm này thì lục quân Nga cũng đang bám đuổi về cùng hướng khi mà chúng ta nhận được tin tức từ Suryak Map cho biết giao lộ thuộc tuyến đường M30 nối liền Pokrov và Selidov đã bị quân đội Nga kiểm soát. Ở đây có một trận địa tương đối kiên cố và bây giờ thì nó đã thuộc về người Nga. Di chuyển đến Chasivya, diễn biến ở đây đang khá thú vị. Trong hôm nay, chúng ta có hai tin tức hoàn toàn trái ngược nhau. Kênh tin trung lập cho biết rằng quân đội Ukraine trong ngày hôm qua từ Stupoki đã tổ chức một vài đợt phản công và thành công giành lại một số vị trí họ đã để mất trước đó. Video thì chúng ta chỉ có video này cho thấy một chiếc thiết giáp của họ đã bị phá hủy. Có thể đây chính là chiếc đã được sử dụng trong đợt phản công. Về phía kênh tin thân của Nga, họ cho biết quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thành công tiến vào được Stupoki dọc theo tuyến đường M32 ở đây. Như bạn có thể nhìn thấy, hai diễn biến là hoàn toàn trái ngược nhau và hiện tại thì ta chưa thể xác định xem bên nào nói thật còn bên nào để nói dối. Dù sao đi nữa thì trong trường hợp mà quân đội Nga chiếm được Stupoki, hay nói cách khác là một vùng lãnh thổ như thế này, thì có thể nói rằng Chasivya đã bị đặt vào thế bị bao vây. Đây là một điều rất quan trọng. Đối với mặt trận ở Sivek thì trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì mới, ngoài một video cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào khu định cư có tên là Dronivka, không có gì quá đặc biệt. Ở khu vực ở phía nam tiền tuyến Kupiansk thì cũng tương tự, giao tranh hiện tại đang tiếp diễn ở Tekny và không có tin tức gì mới được đưa lên. Cũng may là đối với khu vực phía bắc thì khác. Đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo cho biết quân đội Nga trong ngày hôm qua đã kiểm soát toàn bộ Kolesnikivka. Những tin tức thật sự quan trọng sẽ đến từ khu vực phía trên này. Trong ngày hôm nay, chúng ta nhận được rất nhiều video cho thấy hàng loạt các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga dọc theo tiền tuyến. Và đây chắc chắn là hoạt động chuẩn bị của người Nga trước khi mà họ phát động một chiến dịch tấn công mới vừa được kích hoạt cách đây vài hôm. Ngoài ra, chúng ta còn có một tin tức cho biết dưới kết quả của những đợt đẩy, quân đội Nga đã thành công xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine tại phía bắc của thành phố Kupiansk, tiến vào bên trong và hiện tại người Nga đang có mặt ở khu vực lân cận sân vận động trên hệ thống bản đồ. Nó có tên là sân vận động Oskin. Tổng kết lại thì sau một quãng nghỉ rất dài và một khoảng thời gian dội hỏa lực triền miên thì quân đội Nga cuối cùng cũng đã phát động một chiến dịch tấn công mới. Vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra, nếu như không phải đã do họ kiểm soát thì ít nhất nó cũng là vùng xám hoặc vùng tranh chấp giữa hai phe.
Vậy đến ngày hôm nay, ta có thể nói là trận chiến cho thành phố Kupiansk một lần nữa đã bắt đầu. Di chuyển đến vùng Kursk, trước hết là ở Darino. Chúng ta có video này, với nửa đầu của video cho thấy đúng khoảnh khắc mà quân đội Ukraine rút lui khỏi khu định cư. Còn nửa sau của video thì có thể thấy một vài quân nhân Nga đi kiểm tra các căn hầm và các bãi đổ nát còn sót lại bên trong khu vực. Dù sao đi nữa thì video này xác nhận rằng quân đội Nga đã giành lại ít nhất là khu vực phía bắc của Darino. Trên thực tế thì chúng ta đã nhận được thông báo về việc này cách đây vài hôm, cụ thể là vào đúng ngày mùng 8. Thế mà đến tận ngày hôm sau thì video xác minh đầu tiên mới được đưa lên. Dịch lên khu vực phía bắc thì giao tranh hiện tại đang diễn ra rất khốc liệt ở khu vực này. Thế nhưng bạn cần phải biết rằng hai phe đang không giao tranh để giành lấy các vùng lãnh thổ và những khu định cư mà chính xác mục tiêu của họ phải là để giành được quyền chủ động. Đến thời điểm hiện tại thì cả quân đội Nga lẫn quân đội Ukraine đều đã đưa đến đây thêm rất nhiều đơn vị mới. Về phía quân đội Ukraine, họ có lữ đoàn không vận số 80 và 82, cơ giới hóa số 41, số 47 và số 88. Đây đều là những lữ đoàn rất tinh nhuệ và thậm chí là người Ukraine vẫn chưa dừng lại khi mà những đơn vị khác tiếp tục được họ điều động đến khu vực này. Về phía quân đội Nga thì tất nhiên rồi, như mình đã đề cập, họ có 50.000 quân nhân ở đây và theo mình cả hai bên hiện tại đang liên tục có những đợt giao tranh giáp lá cà. Tất nhiên thế trận thì mình nghĩ là vẫn đang 50-50, cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa thì mới quyết định được xem bên nào sẽ giành được quyền chủ động thực sự. Mục tiêu của quân đội Ukraine sẽ là từ Novo Ivanovka đánh về phía Tây để đảm bảo khu vực mạn sườn này, tức là giữ cho tiền tuyến không bị đẩy ngược về phía Đông. Tại sao lại như vậy? Vì họ cần đảm bảo rằng lực lượng của mình ở khu vực Novaya Sorochina có đủ khoảng trống để thực hiện các đợt tấn công lên phía Bắc. Cụ thể thì Mapper trung lập trong ngày hôm qua đã đưa lên tin tức này. Họ cho biết quân đội Ukraine dưới kết quả của những đợt phản công cũng đã thành công giành lại hai khu định cư có tên là Novaya Sorochina và Staraya Sorochina. Diễn biến của khu vực này bắt đầu từ ngày 8, khi mà tập đoàn quân phía Bắc đã đăng tải trên kênh Telegram của họ cho biết quân đội Nga đã thành công giải phóng 3 khu định cư, trong đó có 2 khu định cư như mình vừa đề cập và cả Olovka nữa. Đến ngày 9 thì chúng ta nhận được bức hình này cho thấy nhiều tăng thiết giáp của quân đội Nga ở tuyến đường giao thông gần với Pogrebki, cho nên cũng đã đưa ra kết luận rằng người Nga đã giành lại được khu vực phía đông thị trấn. Ngày 10 thì Mapper trung lập cho biết người Nga cũng đã giải phóng nốt khu vực phía Tây, hay nói cách khác là toàn bộ khu định cư. Nhưng tuy nhiên đến ngày hôm nay thì họ lại cho biết quân đội Ukraine đã phản công thành công và giành lại 2 trên 3 thị trấn. Nói tóm lại thì giao tranh hiện tại đang diễn ra rất khốc liệt dọc theo khu vực này và quân đội Ukraine đang không thèm đếm xỉa đến tổn thất, liên tục đưa thêm quân chi viện tới với mục tiêu là không cho phép quân đội Nga giành lấy quyền chủ động. Và đó là tất cả những thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.